Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Chương 2: Cuộc phiêu lưu bất ngờ, làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết. Lại anh xén tóc cho tôi một bài học mới. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình, lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lăng với những việc làm có suy nghĩ. Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh. Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu. Bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia, buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy ngọn cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi. À này, này, cái gì? Đúng là chỗ này rồi, đất đùn lên mới tinh. Đúng, gớm chửa, bao nhiêu đất mới đùn, lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thin thín. Bé ơi, đưa dao đây để tớ khoét lỗ, đằng ấy đi xách nước đi, nhanh lên. Lập tức tôi nghe tiếng thọc dao truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả xuống ngay đầu. Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấp cao trên ngách thượng. Đứng đấy một chốc thì có nước ộc tới. Bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra, nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời tôi đã cố ý đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào những chỗ đó không có chỗ đọng được trong hang, mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ rành lắm, chúng không chịu bỏ cuộc. Chúng huỳnh huỵch chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt. Chúng đoán đích thực trong tổ này có dế, nhất cái cậu tên là Nhớn. Mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra, đã toàn đi, nhưng Nhớn cứ khăng khăng. Tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại là dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả dâu trong nước, nó cũng vẫn đứng được. Phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nhoi ra. Bây giờ mình phải tìm cách lấp hết các ngách xung quanh, cho nước đọng lại trong hang. Cù cậu tắc thở, thế nào cũng tuồi ra thôi. Nói như thế là làm y như vậy, nghe rợn gáy. Lập tức tôi thấy hang tối sẫm. Những ngách ngang, ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả. Chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy, cho chúng tóm cổ. Bây giờ nước lùa vào đến đâu, đọng đến đấy và cứ dâng dần dần. Trước đến lưng, sau lủng cả đầu, chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậy, rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập, nước cũng chỉ ngập một chốc, rồi lại thấm sâu vào đất. Đất này là đất cát, và tôi nhịn thở được. Song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế, cũng không phải là cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đời tôi còn gì nữa. Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà trọi, con họa mi, con sáo mỏ ngà của chúng sơi ngon. Bọn cá trậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan lì chôn chân ở đây rồi cũng chết ngạt, chết đuối mất thôi. Tuy không định ra hẳn những mỗi lần nước ộc vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảy. Làm như vậy, tôi thấy đầu tôi thò lên được mặt nước. Như thế nghĩa là tôi hít được một chút không khí, có dễ chịu hơn. Từ đấy, hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng cứ như thế, có được dễ thở, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích ra. Thế rồi một lần nước vừa rút xuống khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang, bọn trẻ trông thấy cái đầu của tôi. Đây rồi, cái đầu to gộc, bóng quá. Tôi rụt ngay vào, xong đã muộn, họ đã trông thấy tôi. Đã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được. Quả nhiên, nước càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn, có lúc tiếng chân tay vỗ, rậm rạp rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân cứ nhấc dần ra. Bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng như tiếng sét. Quay lại, một thanh nứa, lại cả mũi dao nữa, đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang. Thì ra, hai đứa trẻ khôn ngoan, trông mặt nước động, biết tôi đã chui ra đứng ở cửa tổ.
họ xiên dao xiên nứa xuống chặn lối sau lưng tôi. Nếu chúng thì đứt đôi người. Nhưng tôi chưa kịp giật mình đã có cảm giác cái thanh nứa chẹn lưng đường bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì bẩy thanh nứa, đứa thì gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm giả làm trống ngũ liên dọa nạt, thúc giục váng cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá, tôi liền nhảy ra. Anh em ơi, dế cụ, ha ha, bắt được dế cụ, to bằng bốn thằng ve sầu, dế cụ mà lị. Nhớn tóm được tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ. Nhưng cả hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ, đuổi theo úp tôi. Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm chỏng vó giữa giỏ. Tôi cố cắn nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào, họ đã đem buộc túm cái đít giỏ lại, khiến tôi không nhúc nhích, cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ xách nước và các đồ chơi lại, ra bờ đầm rửa chân tay và xách tôi theo. Họ vui vẻ ra về, bước chân theo nhịp múa, miệng hát ý ơ, vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong đít giỏ, tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở. Cỏ non xanh dờn, mặt nước bạc mênh mông, nắng vàng rải trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng. Lòng tôi đau như cắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dần mỗi bước một xa, ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa. Thế là khuất hẳn, phen này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối nhỏ đi men đến một cái cổng tán. Nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc dế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận của mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân. Sắp làm mồi cho gà, cho chim chăng? Nhưng quanh đây tôi không nghe thấy tiếng móng chim họa mi cào vào nan lồng, cũng không thấy con gà trọi mặt đỏ tía tai nào. Tôi hơi yên yên. Nhớn ở trong nhà, bé nói: cho thằng giấy này quẳng ra ao cho sứ vịt bầu của chúng mình sực một bữa đi, Nhớn ạ. Tôi giật mình đánh thót một cái, nhưng Nhớn xua tay bảo: không, đúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm. Dế này là dế cụ, gan lì tướng quân đây. Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khỏe nhất, cho đánh nhau, thằng dế nào cũng phải thua. Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết cả hai cái càng. Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế Ben ấy. Để xem, ha ha, thắng bại như hà, hey hey, tung xoe tung xoe. Bé vỗ tay: phải lắm, phải lắm. Ấy thế là tôi không chết. Điều may mắn này không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau. Nhưng nói đến đánh nhau, tôi lại cứ muốn múa chân lên, quên cả cái thân tù đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do. Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh. Nhớn đứng ngoài ngõ gọi: Thịnh ơi, Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra: gì thế? Dế cụ của tao đây, có giỏi đem dế mày ra chọi nào. Thịnh cười khanh khách, vẻ coi thường, quay vào xách lồng dế ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa những bóng cây nhãn lùn. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa lồng dế làm một cho thật chắc, như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hỏa chạy, rồi mới rút then ra, để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng của tôi. Ái chà, vẻ ta đây, hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sức sược làm sao. Bé loắt chót thế mà đã bắt trước đâu được bộ mặt hờm hợm, khinh khỉnh từ cái dáng chân đi khủng khiệng, vẻ coi thiên hạ như rác. Thoáng thấy đã lộn tiết, vừa ngó tôi, hắn vừa vuốt rung hai sợi râu nói: chú mày đờ mặt ra thế kìa, thì liệu có mấy hột sức chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không? Rõ chối tai, tôi đã cáu lắm, nhưng lạ sao lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được. Có lẽ vì lòng quá khinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nhe răng ra hầm hè: mặc kệ,
có giỏi thì ra đây chơi nhau, chứ đứng nói xỏ đấy à? Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, tưởng nghe tiếng được. Biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn bay phắt đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng reo cười, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ sức anh dế lếu láo kia, chọi với tôi không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái, đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ộc máu mồm đen xì, gãy một cẳng, lăn quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn, lạnh lùng bảo: "Cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhá, từ giờ chừa đi con ạ." Hắn chỉ còn có biết việc run rẩy chắp chân, lạy rối rít. Nhưng nếu từ đấy chàng giấy kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh, thì tôi lại ăn phải đũa của hắn. Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi, thế mới kỳ quặc cho tôi. Làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy? Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khuỷu của tính tự kiêu và tự đại. Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng gàn bướng và lên mặt hão huyền đầu óc của tôi chưa gội được sạch hẳn. Khi tôi đá ngã thằng giấy kia rồi, mắng nó rồi, thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng: "Ô, mình giỏi thật, chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha kia đã ngã lăn chiêng." Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà trẻ con trong xóm thi nhau đi đúc dế, đào dế, săn dế đem về cho chọi với tôi. Tôi đã trở nên tay võ khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng phóng vài cái đạp hậu, cậu ta đã chạy bán xác. Hồi ấy tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợm, chẳng coi ai ra gì, nên cứ cả làm bộ. Vì tôi thắng tợn nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm. Mỗi bận đá ngã kẻ địch, tôi lại được các cậu ấy tầm bổ bao nhiêu là cỏ ấu rất non. Đêm đến, tôi được các cậu cho lên đứng uống sương trên giàn mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, mà tôi không cắn. Tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi, rồi ung dung ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ quanh quẩn cả ngày cạnh cái hộp diêm, buồng ngủ của tôi, không đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng, tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy. Ôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi, mấy lá cỏ non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế. Nhưng đến một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt cho tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê mua vui, tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng, người mới dài bằng nửa tôi. Vừa bị đẩy và đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu chu chéo: "Em lạy bác, em lạy bác tha cho em. Bác là người lớn, bác đã có răng có càng rồi. Còn em vừa mới ra đời có mấy hôm, mới hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà." Tôi thản nhiên, tôi xông vào chiến ngay thằng bé. Nó khóc hu hu rồi chạy quanh lồng. Mấy đứa trẻ xem chọi dế cười ha hả, tôi lại càng nổi hăng. Có một anh xén tóc bay xè xè trên trời, rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy, nhìn đám dế chọi nhau. Anh xén tóc vểnh hai cái sừng dài như hai chiếc lưng cong cong, có khắc từng đốt, chõ xuống mắng tôi: "Dế mèn nghếch ngác kia, mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng ngần ấy à? Không được quen thói bắt nạt." Tôi ngoảnh nhìn lên, anh xén tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ giáp đồng hun rất cứng, bộ mặt hung tợn lắm. Nhưng tôi cóc sợ, còi bộ chẳng làm gì nổi tôi, bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây, không dám xuống. Tôi hít mũi ra một câu: "Ngứa mồm!" Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường. Tôi ngổ ngáo vụt lên trước, hếch càng chặn. Thảm hại, mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót, tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô dâm gian của bọn trẻ. Thấy không ngăn nổi tôi mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ, xén tóc nghiến răng ken két, chõ hai cái chừng dài xuống quát: "À, được, mày dơ hôn, bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay." Tôi còn trêu tức, ngước răng lên: "Có giỏi thì xuống đây chơi nhau." Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thưởng cho tôi, làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt. Xén tóc tức rung sừng, rung răng, nhưng không biết làm thế nào vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ.
Cuối cùng xén tóc cất cánh vù đi. Tôi chẳng thèm để ý. Ừ, anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài gian mồng tơi để tôi uống xương tầm bổ và thở hít khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vằng vặc, làn gió đưa đẩy những chiếc lá tre dài và nhọn đẫm xương óng ánh thành một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôn một bài võ, vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòm trời trăng sáng, và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc tự mãn lắm. Đường ung dung thế, lắng nghe tiếng cái máy gì xè xè đâu dần tới bên cạnh. Rồi anh xén tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. Tôi rú lên một tiếng kinh khủng, tôi cứng cả khoeo, không nhích chạy được. Tôi không ngờ, phen này chết thật chứ chẳng chơi. Rằng nó như sắt thế kia, cái vuốt chân như dao thế kia, một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này, tất chết. Tùy tôi cố mím môi, mà cánh, mà chân, mà càng tôi cứ run lên bần bật, xén tóc ngé nghiêng hai cái sừng cười nhạt chế nhạo. Rõ đồ hèn, sao lúc chiều hống hách thế? Rồi xén tóc lục tội. Này ta hỏi, mày đáng khép tội gì? Lạy anh. Có lẽ lúc bấy giờ tôi cuống quýt những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười, khiến xén tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bẩn gươm. Bởi vậy tôi chỉ thấy xén tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi, kênh mũi tôi lên mà bảo rằng: À, bây giờ thì co vòi lại rồi phải không? Còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt, khôn ngoan đá đáp người ngoài. Ta tha cho lần này, nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái râu, để từ đây mỗi khi mày làm việc gì bậy bạ, hãy sờ lên chiếc râu cụt, lúc ấy lại nhớ lời ông xén tóc nhá. Nói rồi, xén tóc đưa răng lên cắt cụt luôn hai sợi râu óng mượt trên đầu tôi. Đau điếng mà tôi đành ngậm tăm, không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu, chịu nghĩ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chọc lông lốc bởi mất hai sợi râu từ cái tích tôi học thêm được bài học mới, vừa đắt vừa đau đêm ấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ. Trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối, tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ, tôi chỉ làm ác mà tôi không biết. Mà những kẻ bị tôi đánh, họ cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả. Tôi thở dài, thầm nghĩ. Hôm trước, ta đã vướng điều lỗi lầm, bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi, ta hèn quá, cũng may bác xén tóc không giết ngoém ngay ta đi. Mới biết đời này hổ ai dễ bắt nạt nổi ai, ta đánh kẻ yếu hơn ta, thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi thôi, giấc mê kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tính hung hăng sằng bậy đi, thì tôi nhất quyết phải rời hai đứa trẻ này ra. Bởi vì mục đích của họ là để bắt tôi làm trò choảng nhau, cho họ cười. Văng vẳng bên tai tôi, hai tiếng thoát ly.